Hey, xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của Nguyễn Đình Đang Official. Và trong video này chúng ta sẽ luyện tập nốt cái phần cuối cùng, cái âm short O đúng không ạ, đi với một cái pattern đó là âm ok. Ok, chúng ta thấy là âm ok chúng ta đọc nhanh và đọc miệng mình mở ok, chúng ta không đọc là ok đối với nhẹ đó nhá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đọc qua một lần trước, các bạn có thể đọc theo tôi nha. Rồi, the rock in my sock, there is a rock in my sock, I do not want it in my sock. I take off my sock. I take out the rock. Now the rock is not in my sock. The clock is locked. I have a key for the lock. The key is on my block. I use the key to open the lock. Đó. Thì các bạn thấy là cái âm ok nó liên tục nó đọc đi đọc lại. Và chúng ta tránh cái vấn đề khi mà chúng ta đọc này. Thứ nhất là chúng ta đọc cái từ này hay từ rock là nó bị sai, rock là nó bị nhầm nhá, chúng ta bị nhầm miệng. There nhớ cân chiết để dễ ra hàm răng. Từ tiếp theo chúng ta thấy là gì ạ, cái từ rock các bạn chu gum o ra, chu môi gum o ra, được chưa nhỉ, rock. Tiếp theo nữa chúng ta có cái từ đó là locked, chúng ta không đọc là lock, nhiều người đọc là lock là quá là bị sai âm nhá. Use nhớ cái ending sound là z, đừng quên nó. Ok, thì đấy là một vài những cái lưu ý để cho các bạn đọc đúng về cái bài này. Và tiếp theo chúng ta sang đến cái phần câu hỏi và câu trả lời. Thứ nhất là câu số 1, các bạn thấy là gì ạ? What is in my sock? What is in my sock? Chúng ta sẽ nhìn thấy là gì ạ? There is a rock in my sock. Đúng không? Chúng ta thấy câu số 1 đầu tiên đúng không? Trong bài đọc. There is a rock in my sock. Các bạn điền vào nhé. Câu số 2 là gì ạ? What do you do? Đúng không ạ? What do you do? Thì các bạn thấy là gì ạ? I take off my rock and take out the rock. Rất là tốt, chúng ta thấy câu số 3, số 4 ở cái khổ đầu tiên, đó là câu trả lời. Câu số 3 là what is the key to the lock? Where is the key to the clock? Các bạn sẽ trả lời là the key is on the block. Rất là tốt đúng không ạ? The key is on the block. Đó, thì đó là toàn bộ cái quá trình khi mà chúng ta đọc và chúng ta hiểu và chúng ta trả lời cho phần câu hỏi bên này. Thì các bạn gì ạ? Chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại bài đọc, chúng ta đọc lại thêm một lần cuối nhá. The rock in my sock. There is a rock in my sock. I do not want it in my sock. I take off my sock. I take out the rock. Now the rock is not in my sock. The clock is locked. I have a key for the lock. The key is on my block. I use the key to open the lock. Rất là tuyệt vời. Đó thì các bạn nhớ là luyện tập 10 lần của bài này và chúng ta luyện tập ít nhất là 100 lần, nhiều hơn càng tốt nhé. 100, 200, 300 lần, 1000 lần thì các bạn cực kỳ tuyệt vời. Bởi vì càng như vậy thì chúng ta sẽ càng chuẩn hóa và chúng ta nói một cách rất là tự nhiên, được chưa? Ok, cảm ơn tất cả các bạn, và nếu như các bạn thấy rằng cái video này dễ học cho các bạn hãy giúp Đang chia sẻ video này cho nhiều người hơn nữa để học nhé. Cảm ơn tất cả các bạn và hẹn gặp lại bạn ở video sau.